cho các tín đồ của công nghệ. Ngày hôm nay hãy cùng tôi khám phá 10 giải pháp đỗ xe tuyệt vời trên thế giới. Audio Park. Ở đây chúng ta có thêm một giải pháp đỗ xe cá nhân tuyệt vời cho tư gia có hầm để xe. Audio Park là một hệ thống thang máy khổng lồ để đưa xe dưới lòng đất, nơi nó có thể được đỗ ở dưới hầm. Cùng lúc trên mặt đường không hề có một dấu hiệu của cái gara nào. Ở phía trên bạn có thể để đường đi, thậm chí là bục trồng hoa để công trình đỗ xe không chiếm bất cứ phần diện tích nào của khoảng đất của bạn. Gables. Buồng chứa xe nhỏ gọn này trông giống với một vòm kính trong suốt. Cái gara này có thể mở và đóng với một cái điều khiển từ xa. Nó được trang bị với đèn LED xung quanh để chiếu sáng. Và nếu bạn muốn, có thể thêm vào bộ lọc khí, chuông báo động, tấm pin năng lượng mặt trời, cảm biến mưa và kể cả máy hút bụi. Gables được phát triển bởi một công ty Italia cùng tên đã thu được bằng sáng chế với phát minh của họ. Nó dễ lắp đặt và không yêu cầu những giấy phép đặc biệt khi mua hàng. Dựa vào yêu cầu của khách hàng, cái gara trong suốt này có thể cải tiến bằng cách thêm vào các chất liệu như gỗ, carbon hay nhôm vào thiết kế. Smart Parking Solution. Robot đỗ xe tự động là một hệ công trình gọn thẳng đứng. Phát minh này có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề thiếu chỗ đỗ xe. Hơn thế nữa, robot hoàn toàn an toàn để sử dụng độc lập. Để cho xe vào trong, chỉ cần lái xe vào một hệ thống bục đặc biệt, sau đó nâng chiếc xe lên đến mức độ cần thiết với sự giúp đỡ của hệ thống nâng vận tải. Một màn hình ở bên ngoài cho phép chủ xe biết được xe của mình để ở bục đỗ nào. Để hạ chiếc xe xuống, bạn chỉ cần quay số trên màn hình và hệ thống nâng sẽ đưa chiếc xe trở lại. Aslink. Đây là một hệ thống đỗ xe hoàn toàn tự động. Nó hoạt động nhờ vào sự liên kết với ứng dụng trên smartphone hoặc là một phần mềm đặc biệt trên máy tính của bạn. Khi vào bãi đỗ, người chủ xe phải quét điện thoại của mình với một thiết bị đặc biệt giúp nó có thể ghi lại kích thước của chiếc xe và sau đó lựa chọn vị trí đỗ xe phù hợp. Cuối cùng, người chủ xe cần đưa xe đến một bục đặc biệt sẽ đưa xe vào vị trí thích hợp. Để lấy xe ra, bạn lại cần đến ứng dụng smartphone thêm một lần nữa. Serva. Công nghệ độc đáo này được tạo ra dựa trên một chú robot biến hình có tên là Ray mà sẽ tự thích nghi với chiếc xe được đỗ. Chú robot tự động thay đổi kích thước theo không gian của phương tiện, đặc biệt là chiều dài và vị trí bánh xe của phương tiện. Điều này thực hiện được là nhờ công nghệ quét 3D chỉ trong vài giây có thể ghi lại chính xác thông tin. Công nghệ này cho phép chiếc xe được đỗ tối ưu hóa hiệu quả về không gian và vị trí của chiếc xe trong hệ thống đỗ xe. Living Room Garage. Chỗ đỗ xe khác lạ này nằm ngay trong căn hộ của chủ sở hữu. Phương pháp đỗ xe này được phát triển dành riêng cho những người sở hữu siêu xe thể thao để tránh bị mất trộm khi để xe ngoài đường. Phương thức này có thể được tìm thấy ở Singapore, nơi những căn hộ sang trọng có hai thang máy, một cho người dùng và một dành cho xe hơi. Để cho xe vào được căn hộ, người dùng phải đặt xe lên một bậc thềm đặc biệt và chọn tầng muốn đến, sau đó dùng chiếc thang máy còn lại để lên. Khi lên tới phòng, người chủ xe sẽ tìm thấy chiếc xe đã được đặt trước mặt trong một khung kính đặc biệt. Hikvision Parking Robot. Vào đầu năm 2017, các kỹ sư đến từ viện nghiên cứu của Hikvision đã ra mắt một hệ thống đỗ xe thông minh. Phát minh của họ dựa vào một phần mềm chuyên dụng sử dụng robot đỗ xe tự động. Những con robot này có thể đỗ xe ít hơn 2 phút mà không cần con người can thiệp. Hệ thống hoạt động theo cách sau. Tài xế dẫn xe vào một khu vực đặc biệt, cho phép robot di chuyển xuống phía dưới xe. Tài xế để xe đó và nhận một con số riêng biệt nhờ vào ứng dụng di động và bảng cảm ứng ở lối ra. Robot sau đó sẽ phân tích tình hình, tìm một chỗ trống và đỗ xe một cách độc lập. Để lấy xe, tài xế nhập số đã nhận trước đó vào bảng cảm ứng và robot sẽ đưa xe quay trở lại. Carten. Mặc dù phát minh này không thể coi là một chỗ đỗ xe hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn hoàn hảo để bảo vệ xe của bạn khỏi các tác nhân bên ngoài khi mà bạn không thể đỗ xe trong một không gian kín.
Catan được lắp đặt trên mái của chiếc xe và có thể sử dụng theo nhiều cách tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Cái lán này có thể bảo vệ xe của bạn khỏi ánh nắng, mưa, mưa đá và các vật thể khác rơi từ phía trên xuống. VChat. Volkswagen đã phát triển một mô hình xe thông minh cho phép chiếc xe tự tìm chỗ đỗ và tự động sạc lại hệ thống nếu chiếc xe là xe điện hay là xe hỗn hợp. Người dùng có thể để xe ở khu đỗ xe và kích hoạt quá trình đỗ xe qua một ứng dụng di động trên smartphone. Và lúc này, những thiết bị trên xe, hệ thống lái tự động và hệ thống trao đổi dữ liệu với hệ thống cấu trúc hồng ngoại xung quanh bắt đầu hoạt động. Chiếc xe sau khi thu được tín hiệu đỗ xe vô tuyến có thể định vị gần nhất. Sau đó, sử dụng một camera siêu thanh 360 độ và các cảm biến khác, chiếc xe có thể tự đi đến vị trí mong muốn, nơi mà cơ chế đỗ xe song song, vuông góc hoặc chéo nhau được kích hoạt. Vasari. Hệ thống thang máy cho xe ô tô này được thiết kế dành riêng cho chủ sở hữu tư gia có hầm chứa xe. Hệ thống thang máy bao gồm nhiều tầng, cho phép đỗ nhiều xe cùng lúc. Nó hoạt động giống với các hệ thống tương tự. Chiếc xe sẽ đi lên mặt nâng và chìm vào trong lòng đất. Danh sách của chúng tôi hôm nay đã kết thúc rồi. Bạn ấn tượng với giải pháp đỗ xe nào nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách comment xuống phía dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like và nhấn subscribe kênh 7 ngày cùng công nghệ để chờ đón những video thú vị từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.